I walked to the lane for half an hour, 2 miles. It's a wet all over the body. Hôm nay là ngày 18 tháng 12. Bây giờ là 3 giờ rưỡi. Đây nhà tôi. Trời mưa dầm suốt ngày hôm nay và có thể ngày mai nữa. Để cho điện kết pha. Sắp sửa đón Noel rồi. Mưa dầm suốt ngày. Vừa đi bộ về nửa tiếng đồng hồ, ba cây số. Đây ướt hết cả như thế này. Mưa thì không có nặng lắm. Đấy. Cái mùa đông của Mỹ thì bây giờ đáng lẽ là có tuyết rồi, nhưng năm nay thì lại có mưa. Nên đáng lẽ là có tuyết nhưng mà lại là mưa, nên là cái phúc lớn.